chào các bạn. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại địa điểm nổi tiếng nhất thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể ngay phía sau lưng mình đây. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn địa điểm này. Đó chính là Hồ Gươm. Hồ Gươm rộng 12 hecta, nằm tại trung tâm của thành phố Hà Nội. Hồ còn có một tên khác, đó chính là Hồ Hoàn Kiếm. Sở dĩ hồ có tên như vậy chính là gắn liền với sự tích vua Lê Lợi trả lại gươm thần cho rùa vàng. Nơi đây thì gắn liền với rất nhiều các khu di tích lịch sử văn hóa khác, ví dụ như tháp rùa, cổ Thêm Mộng, tháp Út Đài Nghiêng hay là đền Ngọc Sơn. Và cũng chính bởi vì vậy thì nơi đây luôn là đề tài để cho các nhạc sĩ, thi sĩ lấy làm ý tưởng cho những tác phẩm của mình. Và nếu các bạn có cơ hội để đến thăm thành phố Hà Nội thì nhất định phải ghé thăm Hồ Gươm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.